Nhưng khơi xong mắt bạch nồi bạch đã chơm tích của chân đã chơm tích của chân đi đập quá chưa vì là ồ đã bị xu hồn tị thì thật ngon sao mà chẳng ngon em đi sao mà đã thấy chả ăn ồ xu hồn ạ phuạc tấm đi chăng chả ăn ra ơ cơ tàu 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 na nâng tàu 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 nhưng thưa sao mắt bạch bạch đã chơm tích của chân đã chơm tích của chân đi đập quá chưa ăn chết tích nhưng mà nhìn mông cắt mũi bay quan ăn thịt tình đã tụt tụt có thank you.